Sáng sớm nay, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải, chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc một cuộc tập trận thường niên lớn. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, vụ phóng bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 9 giờ địa phương. Thông tin chi tiết về vụ phóng đang được cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ phân tích. Hiện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường giám sát những hành động tiếp theo của Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi, UFS kéo dài 11 ngày. Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận là cuộc diễn tập xâm lược. Để đáp trả, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tại Sở Chỉ huy Quân sự liên quan đến kịch bản chiếm đóng lãnh thổ Hàn Quốc và bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông nước này hôm 30 tháng 8.